Xin chào tất cả các bạn và các bé. Tôi là nhà thiết kế Ken Trần, viện trưởng viện nghiên cứu ứng dụng thời trang Việt Nam. Thời gian ở nhà với con là khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với cả gia đình. Làm thế nào để mà giúp các bé tạm rời xa điện thoại, tạm rời xa màn hình máy tính và để có thể phát triển được trí thông minh, phát triển được các kỹ năng